Ui, hiện nay có mình trái này, nguy hiểm chưa? Đấy là mấy người người ta đi sau đợt mình đi gọi là cách một tuần á. Tuần mình đi có xong rồi giờ đi lại là người ta uống bia xong rồi không biết nữa, làm kiểu gì kiểu này nguy hiểm quá. Có con nít đi mà dầm mình trái này là nguy hiểm chết luôn á. Để mình đi ném lông xong rồi một hồi mình đi gặp đi vật mang về vật. Cái này vô ý thức quá, không biết ai đây. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục chuyển đi bắt Marie Spiny Crayfish. Đợt này tụi mình đi thì sẽ đi 3 ngày 2 đêm. Đó. Thì mình đã pack đồ sẵn sàng trên xe hết từ đêm qua hết rồi. Bây giờ chỉ có lên xe và lên đường đi tới cái chỗ cắm trại. Mong là sẽ có chỗ và hẹn gặp mọi người ở nơi cái chỗ cắm trại nhá. Cho mọi người coi trong xe chất đồ này. Bỏ tay luôn. Ở sau á là mình đã mới mua cả cái tray để mà để đồ rồi đó, nhưng mà trong xe vẫn chưa có cách nào để cho nó còn hơn, tại vì tụi mình mang đồ đi nhiều quá. Mục đích của cùng muốn đi cho nó thoải mái á, không thiếu đồ á, cho nên xe nhỏ thì phải chịu thôi. Đây là ở trong nha, giờ quay ra ở sau cho mọi người xem này. Đó, sau này là kính luôn này, rồi còn cái chỗ để đồ của mình đây nữa. Đúng đỉnh luôn. Cái này thì lúc sáng là mình có modify lại, bản mình giúp mình modify lại cho nó vừa cứng hơn, rồi nó vừa để đỡ cho nó bị va chạm vào đường dưới này. Đó, mọi người nhìn thấy cái kia không? Đó, gắn vào nhìn rất là chắc chắn luôn. Đó, quá đỉnh. Thì tụi mình đã vừa tới nơi, là hôm nay lại tiếp tục rất là may mắn là tới nơi cái chỗ cắm trại này sớm này. Đi vào thì đường tuần này mưa nhiều cho nên là đường tệ hơn mấy lần trước tụi mình đi, nhưng mà rất may là vào tới nơi là an toàn rồi, kiếm được cái chỗ của tụi mình. Như tụi mình hay cắm trại trong những cái video gần đây là kiếm được cái chỗ như cũ luôn, quá đẹp luôn, quá hợp lý đó, thì mình rất là vui. Thì bây giờ tụi mình sẽ tranh thủ là set up lều này, rồi mình sẽ tranh thủ đi kiếm củi để cắt trước khi trời tối này, rồi đốt lửa. Đó là những cái thứ mà thường thường mình tới nơi chỗ cắm trại là mình sẽ làm trước đó. Rồi thì có gì để mình quay tiếp cho mọi người xem nhá. Giống như tụi mình có mang theo chó đi theo á, thì mình giới thiệu với các bạn thêm một cái sản phẩm nữa, đó là cái giường dành cho chó lúc đi cắm trại đó. Thì cái này á là nó gập lại rất là gọn, giống như cái ghế cắm trại của mình luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem nhá. Nhìn rất là cứng cáp, cái vải rất là chắc chắn luôn. Đã chưa? Đó, là nằm cách xa mặt đất, sạch sẽ nữa. Rồi, bây giờ cái giường này thì phải train dần dần cho chó nó quen. Chứ mới chắc nó cũng biết đâu. Hades, come. Come on, come here. Hades, come. Come on, good boy. Yeah. Good boy. Come here. Come, up here. Hades, up here. Come on, good boy. Let's go. Come on. No? You don't know? All right. Up. Hey.
Lại đâu, lại đâu, yeah. Lại đâu, lại đâu. Good boy, good boy, yeah. Lại đâu, good boy, good boy. Đó, thì mang chó đi cắm trại, có con chó nó cũng vui. Mà có cái giường này cho nó nằm là nó thoải mái đó. Đó, chơi xong rồi mệt là chạy lên đây nằm. Đấy, khỏi chưa? Mới đâu chưa biết thì các bạn phải hướng dẫn cho nó. À. Ôi dạ. Rồi, vợ mình thì đang giúp mình set up cả cái lều ở bên kia. Còn mình thì bây giờ đang đi kiếm củi để cưa, để đem về đốt cho nó ấm trước khi trời tối nhá. Thì chỗ này có nhiều củi này, mình sẽ chỉ kiếm mấy cái khúc mà vừa vừa thôi để cưa cho nó dễ. Này có ai cưa, cưa dở xong rồi để đây này. Có vết cưa này, mà cưa hết này, không biết tại sao. Thì các bạn nhớ mình dặn nếu mà cưa củi á thì nhớ mang găng tay, vậy là nếu mà có kính bảo vệ mắt á thì nhớ mang vào cho nó cẩn thận nhá, chứ không là bắn vào mắt nguy hiểm lắm á. Tại vì mình quay video cho nên mình sẽ phải có trách nhiệm là phải khuyên các bạn làm cho đúng. Còn mình không đeo thì mình sẽ bị rủi ro. Mọi người xem này, cái đống củi hôm nay mình mới cắt này. Đây, một mình đi cắt hôm nay là được nhiều đấy đây. Đó, thì hôm nay mình chọn mấy cái canh củi mà mấy cái khúc gỗ á, nó vừa phải thôi, nó không bự như mấy đợt trước. Rồi có canh nhỏ này, có canh vừa vừa này, rồi có khúc bự này. Đó, thì để mình đốt cho nó dễ dàng. Đấy, thì chừng này á, là chắc chắn sẽ dư tối nay. Vậy chắc nếu mà ngày mai mà buổi sáng mà lành á, thì mình sẽ đốt chắc được nửa ngày, nếu mà đốt từ sáng thì tối. Đó, thì chắc giữa ngày mai ấy, nếu mà mình cảm thấy mà nó vơi đi khoảng một nửa thì mình sẽ đi cắt thêm. Đó, nhưng mà cắt nguyên một đống này hết một cái cục pin thôi. Một cục pin của DeWatt chính em. Đó, thì cắt nguyên đống này hết một cục thì rất là thoải mái luôn. Đó, thì cắt vừa xong thì là mọi người thấy này, xung quanh bây giờ là trời nó tối hù luôn á, nó tối cực kỳ nhanh luôn. Lúc này mình tới là 4 giờ kém, mà bây giờ là trời nó tối quá trời. Thì cũng may là mình vừa set up xong cả cái mái này, cái bạt này, rồi set up xong cái lều, vậy là cái toilet thì đang làm dở đó. Thì hôm nay đi thì kiếm được chỗ rồi, cho nên là relax, làm từ từ thôi chứ không có gì gấp gáp hết á. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị lấy cái lò lửa của mình, rồi mình sẽ đốt lửa cho nó ấm, là chút nữa cỡ tiếng 2 tiếng nữa là khi mà nhiệt độ nó xuống, cái xương xuống á, là lửa nó lớn lên là vừa, quá hợp lý luôn. Củi cắt xong rồi á thì mình sẽ xếp cho vô cái lò này, rồi cho lá khô với mấy cái cành nhỏ ở dưới như mình làm mọi khi, rồi cho một ít cái côn nước vào. Đó, thì như bình thường mình sẽ hay xài cái bật lửa này. Đó, nhưng mà cái bật lửa này á thì nó có cái vấn đề là lúc thì nó đỏ, lúc thì không. Kể cả bật lửa mới, xài một vài lần là nó sẽ bị cái vấn đề đấy. Cái này là mình xài cũng mới vài lần thôi này, mà nó cũng bị này. Đó, 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 mọi người thấy không? Nha. Đó, bật vài lần là mình lên, thì mình cũng không ưng lắm. Nhưng mà mình cũng sẽ mang đi để mà phòng ngừa. Nhờ quên bật lửa. Mà mình thấy một điều á, là giống như kiểu ở nhà mà mọi người hay ăn lẩu á, thì thường thường lúc mà cái bình ga này yếu này, thì mọi người sẽ thay cái bình ga mới. Và rồi cái bình mà gần hết này á
thì thường sẽ không xài lại. Đó, thì mình thấy là rất là lãng phí. Thì mình mới mua cái đầu bật lửa để gắn vào cái này. Cái đồ kho á, để gắn vào cả cái bình ga nhỏ này cho mấy cái trái mà gần hết nó còn một ít á. Thì mình hôm nay mình sẽ dùng thử xem. Nếu mà được thì tương lai mình sẽ chỉ cần mang một cái mà trái gần hết này với một cái đầu. Mà cái loại này á là vừa mình mua ở AliExpress, mà cái này á là làm rất là cứng cáp luôn, chứ không phải là đồ nhựa như mà tụi mình hay thấy đâu. Đó, thì chỉ gắn vào đây, xoay qua một cái là xong. Rồi bây giờ mình thử bật nhá. Đó, nghe ga xì này. Thấy chưa? Thì đốt lửa nó rất là dễ luôn. Mà nó mạnh nữa. Chứ không phải như cái kia, nhiều khi bật mấy cái cũng được á. Đó, vậy là xong. Chứ cái bật lửa này á, nhiều khi sai chán lắm nha. Này, thấy chưa? Đó. Rất là bực mình luôn, mà cái này là mới mình mới sai có vài lần thôi đó, chắc cỡ khoảng dưới 5 lần này. Nha. Nó bị vô khói là nó sẽ không lên nữa. Đó, phải cho ra ngoài này này. Này, cũng có oxy á. Đây, này. Mày phạt mới được, còn cái này bật cái phạt 1 lên là vừa xài được hết cái pin này mà vừa lửa mạnh để đốt lửa nữa. Đó, quá hợp lý luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho mồi vô cái lòng bắt tôm hùm đất nhá. Đợt này thì mình tiếp tục xài cái nồi tàng của quần nai. Một miếng quá ngon. Mình sẽ khứa cái này ra một ít này. Để xem tối nay có bắt được cái gì nhá. Cho cây bột thai vào buộc lại. Rạc cho vào thùng. Rồi xong một cái này. Đó, cho mọi người xem này. Yeah. Mồi nằm ở giữa lòng. Và bây giờ mình buộc thêm một cái nữa. Xong rồi mình đi làm cho mọi người xem nhá. Thơm ngon bổ dưỡng. Để xem đợt đi. Để xem đợt này đi coi có cái lòng nào nó bị nó chui vào nó cướp môi không. Mọi người nếu mà có ai đi ở cái địa điểm này nè mà mình chia sẻ á, mà mọi người bắt được thì nhớ thả vào dưới bình luận cho mình biết với nhá. Rồi để bây giờ mình đem hai cái lòng này mình đi thả xem chụp người có gì không. Thời tiết tối nay thì lạnh lắm, chưa lạnh. Nhưng mà sương có vẻ là xuống rồi. Chắc chút nữa lạnh ấy. Thường cái này thì mình hay buộc vô mấy cái bụi cỏ. Thấy cái bụi nào bứa bứa, buộc vào, buộc cho chắc. Là lúc ném là không sao cả. Chứ nếu mà không buộc á, không buộc lúc ném lời chặt tay nghĩa là cái lông nó đi luôn á. Ok. Xem chuyện đi đợt này của vợ chồng mình có may mắn nha. Nói chung là nói về thôi, chứ đi chơi chủ yếu là vui thôi mọi người ạ. Có hay không có không quan trọng. Ngày xưa lúc mình mới đi bắt ấy, thì mình cũng nôn lắm. Tại vì chưa bao giờ thấy ấy, cho nên là muốn bắt được nhiều cho vui. Còn đợt này là chủ yếu là đi chơi là chính, là trải nghiệm. Bắt có được thì may mắn, không có được không sao cả. Không có được đi chơi là vui rồi.
buộc về chứ. Lúc mà ném á, mình phải giữ dây, chứ thôi lỡ nó tuột ra lúc nào không biết. Rồi, để một chút nữa mình đi kiểm tra lại xem có gì không nha. Để bây giờ mình quay lại, mình buộc thêm mấy cái lồng nữa. Đợt này mình về vợ mình đi thì thả tất cả là 6 cái lồng. Được cho là 10 cái hả? Hả? Một người 5 cái hả? Người 5 cái. Mà mình về vợ mình chỉ thả một người 3 cái thôi. Lúc dọn dẹp cho nó dễ, thả nhiều lúc dọn dẹp lười lắm. Ui, dưới này còn mình trái này, nguy hiểm chưa? Đây là mấy người ta đi sau đợt mình đi gọi là cách một tuần á. Tuần mình đi cũng có, xong rồi giờ đi lại là người ta uống bia. Xong rồi không biết nữa. Làm kiểu gì kiểu này nguy hiểm quá. Có con nít đi mà dầm mình trái này là nguy hiểm chết luôn á. Để mình đi ném lòng xong rồi một hồi mình đi gặp, đi vật, mang về vật. Chứ cái này vô ý thức quá, không biết ai đây. Bỏ tay em ạ. Đây mọi người coi cái lò lửa của mình này. Lúc này mình đốt xong rồi mình để như vậy mình chả làm cái gì cả. Quay qua bỏ muối để mà thả bắt crayfish á, là lửa nó từ lên từ to. Chút nữa là ok rồi à, nhưng mà chút nữa mình sẽ nướng thịt cho nên là mình sẽ để thêm gỗ nữa, để cho chút nữa than nó ra là nướng thịt nó sẽ ngon. Thì nướng thịt thì cần lửa lớn. Đây, cho mấy cái que gỗ này. Này là chút nữa là báo ấm ấy. Xếp lại cho nó chạy to to để than nó ra cho nhanh. Ok, chào mọi người coi thực đơn tối nay của vợ chồng mình này. Mọi người có biết đây là món gì không? Đây là món xương bò nướng ướp với ướp theo kiểu hương vị Korean barbecue. Đó. Nướng trên cái lò than. Lò lửa của mình bây giờ thì than nó ra nhiều lắm. Đó, lửa nó không lớn nữa, chỉ có than thôi. Đó, thì nói chung là vừa đủ nóng để mà nướng thịt luôn. À, nó không bị cháy thịt nha. Trời ơi, cái sườn bò này mà nướng trên cái lò than này thì thôi chứ, bả chạy bò chết luôn á. Trời lạnh lạnh, xe lạnh nè nè. Mà ăn thịt nướng, ui trời ơi, còn chi bằng hả mọi người. Từ lúc này thả tới bây giờ thì mình có bận chuẩn bị cân câu cá nữa. Cho nên bây giờ mới kéo được, nãy giờ chắc phải hơn 30 phút rồi. Ồ, không có chi cả. Rồi, crayfish hôm nay đi tiệc rồi. Có cái này có không? Không có chi luôn. Môi này mà nó không vào nữa là. Nhưng mà tại sao nó lại nằm góc này ta? Có thể là tuột. Rồi để mình làm thử lại xem. Tại nhiều khi để lâu quá rồi á, nó vào xong rồi nó lại ấn được, nó chán nó đi ra. Tại mình để khá lâu tại này. Bần làm
cần cấu á, quên, để mình qua bên này coi xem sao. À, bên này còn cái. Để 30 phút là hơi lâu á, mà nãy hơn 30 phút rồi. À, cái này ném can quá, không có rồi. Đợt trước mình ném góc bên này là có một con là nó kẹp phá luôn cái lưới. Rồi để đi qua bên này. Chà, ngon chưa này. Cái này là lúc này vợ mình còn nấu cơm rồi, cùng nấu trên cái lò than này luôn. Chút nữa cắt cái này ra ăn với kim chi. Trời ơi, còn gì bằng, thơm nhức nách luôn á. Này, ba trẻ bò chét vừa mình ướp thơm kìa. Rồi thịt chín rồi đó, bây giờ mình sẽ gắp lên cái đĩa này. Quá hấp dẫn luôn. Công nhận cái vị nướng Hàn Quốc này, nướng thịt là bao đỉnh luôn á. Ở Úc mà mua cái vị này nó cũng đơn giản. Sườn bò với là kim chi. Bà chè bò chẹt. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái đĩa này lên trên này, cho thịt nó ấm, giữ ấm. Đây. Đây, cơm này là cơm vừa mình mới nấu xong lúc này này. Quá ngon. Cơm nấu trên bếp lửa nha mọi người. Không chảy không khế nha. Đó. Đi cắm trại. Có cơm nóng hổi. Ăn với sườn bò. Còn gì bằng. Mình bày lại. Để bây giờ mình gắp thử một miếng xem vừa mình ướp có ngon không nha. Nhưng mà chắc chắn là ngon rồi. Vừa ướp mà ngon thì ai ướp ngon nữa. Rồi xin mời mọi người này, nhìn mình thịt hấp dẫn nha này. Là thơm. Ngon cực kỳ luôn. Ăn bằng cơm ạ. Quá ngon. Cắt thêm miếng kim chi nữa. Trời ơi. Kim chi nó giòn mà nó ngon, ăn với thịt nó ngon. Thịt nó mềm cực kỳ luôn. Xin mời cả nhà nhá. Tụi mình ăn tối đây. Giờ mùi nó mới lan tỏa. Qua mình mới nhờ vợ mình đi kiểm tra mấy cái lồng. Tại vì tối tới giờ là mình đi kiểm tra là được con nào hết. Xong cái nhờ vợ mình đi kiểm tra cái là được một con. Bự cho bả luôn. Trên này giờ mình chạy khoai mà không có con nào nản lắm. Chả quên găng tay rồi. Không sao, không sao. Để không được rồi. Để coi con này được cái này. Không muốn. Chờ nó ra. Không được rồi. Con đực. Cái. Con này cái. Nhưng mà lại không có trứng nữa sao. Này.
Con này là cá nha mọi người. Ồ, có trứng. Nè. Mẹ tưởng không có trứng nhưng mà lại có trứng. Con cái có hai cái chấm ở trên này này. Đó, chưa? Coi có trứng không nha. Còn mình kêu là có trứng rồi. Nhìn được ít nhưng mà... Nè, trứng ít này, trứng ít lắm. Sắp đẻ rồi. Ừ. Có cái đầu sắp chuẩn bị ra con. Cái đầu trứng là đen đen là sắp sắp có con rồi đó. Con nó sắp nở rồi đó. Để mình đo. Đợt trước là mình hay sai cái thước này nha mọi người. Nè, có ghi 10 xăng với 12 xăng là to nhất này. Yeah, là cái thước này là chuẩn hết. Nhưng mà tại vì thường thường bắt mấy cái con ở đấy nó hay bự lắm. Cho nên là mình muốn biết chính xác là nó to bao nhiêu. Chứ hay nói khoảng quá. Thì mình cũng sẽ đo như cái kia đó. Cũng từ dưới cái mắt này tới nơi cái lưng. Cái này đo cho mọi người biết đấy nha. Chứ con này là thả là chắc chắn này. Từ sau khi mắt ấy đi tới nãy à từ sau mắt tới nơi lưng này này tới nơi cái điểm này này chưa đó là 11 xăng 11.3 là gần 11 xăng rưỡi đó. Đó là nếu mà nói về tiêu chuẩn á là con này là đủ tiêu chuẩn để bắt này, kích thước là đúng sai này là dưới 12 xăng thấy chưa? Đó. Nó nằm dưới 12 xăng là được bắt. Nhưng mà vì nó mang trứng á cho nên là mình sẽ phải thả cái con này về chứ không được bắt. Tại vì con này mang trứng á là bắt là nó phạt mệt lắm á. Đó, thì bây giờ mình sẽ đem con này đi thả nhá. Rồi, mời mọi người theo chân mình. Thì tại vì nó mang trứng cho nên là với ít trứng nữa cho nên là lúc thả là mình sẽ phải cẩn thận chứ mình không thể ném xuống dưới này được, mất công nó bị rớt cái trứng ra ngoài á. Mình không biết nó rớt hay không nhưng mà mình cứ sợ á, cho nên là đằng nào cũng thả thì mình sẽ thả một cách an toàn nhất cho nó chứ mình không tiếc mà giữ lại là mất công lắm. Đó, thì các bạn mà đi những cái chỗ mà mình chỉ nè, hoặc là các bạn đi bắt con này nè, thì nếu mà thả được thì cứ thả nó về nhá. Để những con cái như thế này á, nó sẽ đẻ ra được thêm nhiều con nữa. Thì tương lai là đời con đời cháu mình là có nhiều điều mà bắt. Rồi, để mình đi check thêm mấy lon khác nữa thử xem.